chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong câu chuyện văn hóa. Suốt ngày 8 đến ngày 14, 15 tháng riêng âm lịch thì những làng quan họ của Bắc Ninh trở thành tâm điểm, thu hút rất đông người dân và du khách trong và ngoài nước tìm đến đây, tìm với những câu hát giao duyên, ý nhị, trong trẻo mượt mà của các liền anh, liền chị. Tôi đang có mặt tại hội thi hát dân ca quan họ của tỉnh Bắc Ninh Xuân Mậu Tuất, hoạt động thường niên. Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà tỉnh Bắc Ninh tổ chức để bảo tồn và phát huy gìn giữ giá trị của quan họ, di sản đã gần 10 năm được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Kinh nghiệm bảo tồn di sản của Bắc Ninh rất đáng trân trọng. Và đây chính là nội dung của chương trình câu chuyện văn hóa tuần này. Còn bây giờ chúng ta cùng trở lại với không khí rất đặc biệt của hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Tham dự sân khấu hát đối đáp có 53 cặp đôi liền anh liền chị đến từ nhiều làng quan họ. Người cao tuổi nhất đã ngoài 60, người trẻ nhất thì mới gần 30. Sân khấu đơn giản chỉ là bộ bàn ghế 4 chiếc, nhưng không thể thiếu khay trầu tên cánh phượng. Cái hát này là cái hát nó không nhạc, thế cho nên là bắt buộc là các cái cặp hát là phải thật là nhuần nhuyễn, kể cả từ bài vở. Mặc dù cái sức khỏe nó cũng có những cái rất là hạn chế, thế nhưng mà với cái lòng đam mê và cái yêu thích về cái quan họ này, chúng tôi thì không thể bỏ được. Sẽ ít có dịp nào khán giả lại được thưởng thức nhiều làn điệu quan họ cổ ngọt ngào say đắm lòng người như ở hội thi này. Hàng trăm làn điệu là sự hội tụ của thơ ca, nhạc họa và cả tình người quan họ. Cái câu ca của họ cũng rất mộc mạc, chân tình, nhưng mà nó lại đượm, tức là nó lại thấm đượm một cái tình cảm rất chi là nồng nàn và nó ngọt ngào. Mặc dù là hát chay không có đàn nhạc nhưng mà họ hát rất chi là vang và rền nền nảy. Đấy, mặc dù là các anh hai, chị hai có thể có những người đi thi đến 4-5 lần, nhưng người ta vẫn say mê và người ta vẫn mang cái giọng hát của người ta để người ta phục vụ mọi người. Nếu như ở nội dung thi hát đối đáp, du khách có điều kiện để tìm hiểu nhiều hơn về quan họ cổ, thì ở màn thi ca nhạc quan họ, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục có nhạc đệm, được dàn dựng công phu, sáng tạo và những ca khúc mang âm hưởng của dân ca quan họ, phù hợp với nhịp sống đương đại. Thi thì bọn em cũng phải tập rất là nhiều ạ. Công tác chuẩn bị cũng rất là chu đáo. Rồi về từ hát này, từ múa này, từ biểu diễn rồi, từ trang phục, quần áo các thứ là rất là phải cẩn thận ạ. Theo ban tổ chức, chất lượng thí sinh tham gia hội thi năm nay cao hơn mọi năm. Các tiết mục được đầu tư công phu về cả hình thức và nội dung. Và điều vui mừng là số tuổi tham gia thi cũng trẻ hơn. Năm nay cái đặc biệt là được triển khai cũng sớm, thế và cái số mà các cặp đôi liền anh liền chị tham gia ở sân khấu hát đối đáp ấy là ở cái độ tuổi còn rất trẻ. Thế và điều đấy thể hiện được là ở các cái câu lạc bộ, ở các liền anh liền chị có một cái sự đam mê học tập cũng như là rèn luyện. Thế và đăng ký tham gia với một cái sự rất là tự tin để thể hiện ở trên sân khấu. Qua 27 năm tổ chức liên tục, hội thi hát dân ca quan họ đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng riêng có của miền quê Kinh Bắc. Để mỗi dịp Tết đến xuân về, những người yêu dân ca quan họ lại được thả hồn mình vào không gian văn hóa đặc sắc, tận hưởng tinh hoa di sản. Và đến lúc tàn canh dã bạn, người người lại náo nức xốn sang, lưu luyến khôn nguôi. Tôi đang có mặt tại đất quan họ, thị trấn Lim, huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh. Nhà chứa quan họ này đã đi vào hoạt động 2 năm nay, luôn rộn ràng lời ca tiếng hát của các liền anh liền chị. Tỉnh Bắc Ninh đặc biệt chú trọng việc phục dựng những không gian diễn sướng quan họ đúng cách, vừa làm nơi để thực hành, biểu diễn quan họ, lại là địa điểm để cho các nghệ nhân cao niên trao truyền di sản quan họ tới thế hệ trẻ. Chính vì thế mà gần một thập kỷ kể từ khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, quan họ ngày càng thể hiện sức sống mãnh liệt trên chính quê hương của nó. Nhà chứa quan họ thôn Lũng Giang, các nghệ nhân đang thể hiện tiết mục Vui Bốn Mùa, một trong những bài quan họ cổ. Hai năm nay, đây là nơi gặp gỡ, giao duyên của liền anh liền chị các thế hệ trong trấn Lim. Nhà chứa quan họ này có 5 gian, được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ truyền thống với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng. Theo tập quán văn hóa quan họ xưa, đây là nơi hội họp, luyện tập và truyền dạy quan họ của các liền anh liền chị. Người làng quan họ rất vui vì giờ
họ đã có một không gian diễn sướng chuẩn mực. Từ khi mà có nhà chứa quan họ thì chị em là nhiệt tình hơn và chăm đến học tập hơn, phấn khởi hơn, và có cái không gian riêng thì nói chung là cái tâm lý của chị em là thấy là nó tự do thoải mái hơn nhiều. Các liền anh liền chị chúng tôi thực sự ra là cũng không ngờ mà rất xúc động là tự nhiên là thấy các anh các tỉnh quan tâm cho, và chúng tôi thấy có những cái nơi sinh hoạt thật là mỹ mãn và được tự do thỏa thích ca hát. Nhà chứa quan họ làng Đường Xá, thành phố Bắc Ninh lưu giữ rất nhiều bức ảnh, huy chương như một phòng truyền thống, khơi gợi niềm tự hào di sản cho cộng đồng địa phương. Hôm nay, liền chị rất vui vì được gặp gỡ và dạy hát cho nhiều em nhỏ trong làng. Từ những làn điệu dễ thuộc, dễ nhớ đến những bài hát khó. Không còn phải nhờ phòng ở trường học, thư viện hay nhà văn hóa. Giờ, nhà chứa quan họ đã trở thành địa điểm lý tưởng để các nghệ nhân truyền dạy di sản cho lớp kế cận. Chúng tôi truyền dạy cho các cháu thì nó được cái là thoải mái về thời gian. Nó không phải bị là chúng tôi có thể một tuần chúng tôi tổ chức chúng tôi dạy cho các cháu được 3-4 buổi. Nhưng nếu mà khi ở các nhà, không phải ở nhà chứa thì chỉ được 2 buổi một tuần. Bắc Ninh hiện đưa vào sử dụng 3 nhà chứa quan họ đúng chất cổ xưa. Nhà bảo tồn lối hát giao duyên độc đáo mẫu mực, đồng thời là địa chỉ để du khách được trải nghiệm những giá trị tinh túy của văn hóa quan họ. Theo kế hoạch, từ nay đến 2020 sẽ có 8 nhà chứa quan họ được xây dựng với nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Đây là một trong nhiều nỗ lực để thực hiện cam kết với UNESCO bảo tồn, phát huy giá trị của quan họ. Với một cái chức năng rất đặc biệt là nơi bảo tồn, là nơi truyền dạy và là nơi tổ chức những sinh hoạt văn hóa quan họ tại cái nhà chứa. Do vậy là tỉnh chỉ mong muốn là khi nhà nước đã đầu tư xây dựng một cái công trình rồi xong bàn giao cho cộng đồng quản lý và sử dụng thì rất muốn là cộng đồng dân cư nói chung và từng liền anh liền chị quan họ ở cộng đồng đó nói riêng là chúng ta phải phát huy cái trách nhiệm của mình đối với di sản. Đó là gì? Đó là tiếp tục bảo tồn, tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ và tiếp tục duy trì những cái lề lối sinh hoạt làm sao cho giữ được cái sắc thái truyền thống của dân ca quan họ Bắc Ninh. Những buổi biểu diễn hay truyền dạy trong nhà chứa quan họ như nhân lên sức sống của di sản trên quê hương quan họ. Trong 44 làng quan họ gốc, Bắc Ninh đã hình thành 47 câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên, gần 7.000 làng quan họ mới và đội văn nghệ với tổng số 9.000 người ở cả 3 thế hệ. Các nhà nghiên cứu hy vọng không gian diễn sướng đặc biệt này sẽ giúp sống lại những canh hát quan họ lề lối, ca cho tàn canh mãn võ, cho tàn đêm dạng ngày. Những ngày đầu Xuân Mậu Tuất 2018 thì tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ vinh danh và phong tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có di sản quan họ cho các nghệ nhân. Đây là đợt phong tặng lần thứ 2 của Bắc Ninh kể từ khi UNESCO vinh danh quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có thể nói, Bắc Ninh là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước thực hiện cả việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân, những chính sách hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất cho các nghệ nhân quan họ. Người làm viêm xá đã quen với hình ảnh hai cụ già ở cái tuổi xưa nay hiếm, vẫn hẹn nhau ra đền làng để ngân nga đôi ba câu quan họ cho đỡ nhớ. Học, chơi và gắn bó với quan họ từ cái tuổi lên 10, cái duyên, cái chất quan họ đã đi theo các cụ từ bao giờ. Thích lắm, cứ nghĩ hãy nói đến hát quan họ, ở nhà trông chất, giữ chất cũng vẫn cứ vừa hát vừa cái chất nó mua mang, nó nghe theo thì nó cũng lại ấm mê. Cũng cứ thích quan họ mà còn cứ thích đến bao giờ mà nhắm mắt tắt hơi đi thì bây giờ không biết gì nữa thì thôi. Còn đây là nghệ nhân Nguyễn Thị Nghĩa, năm nay 94 tuổi. Dù không còn giữ được lối hát vang dền nền nầy, nhưng cụ vẫn nặng lòng với quan họ. Trong không gian nhà chứa quan họ mới được tỉnh Bắc Ninh phục dựng, cụ cùng học trò của mình là nghệ nhân Kim Quýnh đang truyền dạy những câu hát cho các cháu nhỏ trong làng. Học từ cháu bé, cứ hội chùa này là đi ra sau đi về hát. Thế học cái ông ấy thì cứ học truyền khẩu. Thế bây giờ thì có bà Quýnh chị ở đây dạy các cháu thì quý hóa quá. Cụ Bàn, cụ Nghĩa là những nghệ nhân dân ca quan họ đầu tiên được tỉnh Bắc Ninh phong tặng năm 2010. Giờ đây, các nghệ nhân dân ca quan họ đã có lương
điều mà trước đó họ chẳng bao giờ nghĩ tới. Hiện nay, Bắc Ninh đang thực hiện chính sách đãi ngộ cho những nghệ nhân này với số tiền hàng tháng là một lần mức lương cơ sở, hỗ trợ phí bảo hiểm y tế hàng năm và khi qua đời được hưởng chế độ mai táng phí như cán bộ nhà nước. Chúng tôi chỉ có một cái mong muốn duy nhất là trước đây các nghệ nhân đã làm tốt cái công tác giữ gìn dân ca quan họ Bắc Ninh nói riêng và các di sản văn hóa phi vật thể nói chung rồi, thì sau khi được tỉnh vinh danh thì đề nghị các nghệ nhân hãy phát huy tốt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa và nỗ lực hơn nữa trong cái việc bảo tồn những cái di sản quý báu của địa phương, cũng như tăng cường công tác truyền dạy những cái di sản đó cho những thế hệ mai sau. Một niềm vui lớn đến với những người gắn bó với quan họ. Có thêm 30 người được tỉnh Bắc Ninh phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân ca quan họ. Trong đó có những nghệ nhân già trên 90 tuổi, lưng đã còng, mắt đã mỏi, con cháu phải dìu, thậm chí là bế lên sân khấu. Một sự tri ân kịp thời và nhân văn. Xin chào ông ạ. Ông có thể cho biết chiến lược của tỉnh Bắc Ninh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của quan họ, di sản văn hóa, phi vật thể đại diện của nhân loại đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Ở Bắc Ninh chúng tôi cũng đã phê duyệt cái đề án về việc bảo tồn và phát huy quan họ đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Cái thứ nhất là về cơ sở vật chất thì Bắc Ninh cũng đã phục dựng lại một số các nhà chứa quan họ. Chúng tôi đang xây dựng một cái đề án, một cái dự án về cái khu bảo tồn đối với quan họ. Và thông qua cái khu bảo tồn như vậy thì khách thập phương và nhân dân của các địa phương có thể đến biết được cái lối chơi, cách hát, cách truyền dạy của quan họ. Cái thứ hai là chúng tôi có chính sách về con người, và từ đó chúng tôi sẽ có những cái chính sách đặc biệt đối với các nghệ nhân để họ là những cái nhân tố sẽ tiếp tục truyền bá rồi dạy cho các lớp thế hệ sau. Đặc biệt là chúng ta tuyên truyền là chúng tôi sẽ sưu tầm, và trong với cái công nghệ hiện đại hiện nay thì trên cơ sở nền sưu tầm chúng ta sẽ tổ chức số hóa lại toàn bộ các dữ liệu về các làng điệu, các lời, các tích, các điển tích về quan họ, và thậm chí là có cả những cái lời dẫn tại sao lại hát quan họ ở cái không gian này, tại sao lại có những bài hát quan họ ở một cái không gian khác. Cố gắng làm sao đó phục dựng, tạo dựng lại những cái lễ hội, những cái phong tục, những cái tập quán ở các làng quan họ cổ. Bên cạnh quan họ thì Bắc Ninh cũng sở hữu rất nhiều những loại hình di sản văn hóa phi vật thể như là ca trù, múa rối nước hay là trống quân. Vậy chúng ta làm thế nào để có thể liên kết quan họ với cả những di sản văn hóa phi vật thể khác để tạo nên cái sức mạnh tổng thể và một cái sức hút với người dân và du khách ạ? Bắc Ninh cũng có một số các di sản như là múa rối nước, tuồng, chèo, ca trù và trống quân. Thì chúng tôi đã có cái đề án này và được phê duyệt. Và cái quan trọng nhất là làm thế nào đó cái việc phối hợp bảo tồn dân ca quan họ Bắc Ninh cùng với các cái loại hình diễn xướng khác nó nhuần nhuyễn hơn, nó tạo ra những cái dấu ấn đặc sắc hơn ở Bắc Ninh. Và tôi nói ví dụ đối với múa rối nước thì cũng đã có những cái màn hát quan họ bằng rối. Câu lạc bộ về rối nước cũng đã đưa cái quan họ, những lời bình của quan họ vào trong cái quá trình đó, và cũng có thể nói được người nhân dân và được những người hâm mộ cũng rất là khen. Bắc Ninh vùng Kinh Bắc có thể nói là rất giàu truyền thống về văn hóa lịch sử với hệ thống di tích dày đặc, trong đó có rất nhiều những ngôi chùa cổ và những bảo vật quốc gia. Vậy thì ông có thể cho biết cái hướng phát triển du lịch di sản, du lịch tâm linh của địa phương mình như thế nào để gắn kết giữa kinh tế và văn hóa? Chúng tôi có đến 1.558 di tích đình, đền, chùa, miếu mạo, và trong đó thì có đến 500 di tích đã xếp hạng, và trong đó thì có đến 200 di tích là xếp hạng quốc gia và 300 là của cấp tỉnh. Đặc biệt là chúng tôi có đến 5 cái di tích đặc biệt cấp quốc gia, cũng chiếm một cái tỷ lệ khá lớn trong cái di tích đặc biệt quốc gia của cả nước. Và chúng tôi có đến 8 bảo vật quốc gia, cũng chiếm một cái tỷ trọng khá lớn trong cái bảo vật quốc gia của cả nước. Cùng với cái đó thì chúng tôi có trên 300 ngôi chùa cổ
Và hiện nay thì đã có đến khoảng, đã phục dựng rồi thì là làm mới cũng thêm được khoảng độ 500 cái chùa mới. Thì cái việc mà phát triển du lịch thì chúng tôi cũng đi theo cái hướng riêng có của Bắc Ninh, đó là du lịch tâm linh. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cái du lịch theo cái vẹt của lễ hội. Bởi vì Bắc Ninh có 547 lễ hội lớn nhỏ, bắt đầu ngay từ ngày mùng 3 Tết cho đến tận 16 tháng 3 âm lịch. Giáo dục, tuyên truyền về văn hóa, về con người, về đạo đức, về phong tục tập quán tốt đẹp của người dân Bắc Ninh, Kinh Bắc từ trước đến nay. Chúng tôi cũng muốn là có được một cái phân khúc riêng về du lịch. Và cũng có thể nói rằng là nếu như mà làm được tốt vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là cái văn hóa không phải chỉ của Bắc Ninh, của Việt Nam cũng sẽ được phát huy một cách tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện văn hóa. Hát quan họ trên thuyền từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc sắc riêng có tại các lễ hội xưa và nay của vùng Kinh Bắc. Vì thế mà từ tháng 8 năm ngoái tại khu vực Hồ Nguyên Phi Ỉ Lan, Bắc Ninh đã phục dựng biểu diễn quan họ trên thuyền vào tối thứ Bảy hàng tháng. Hoạt động này không chỉ giúp quảng bá nét đẹp văn hóa của quê hương quan họ tới đông đảo người dân và du khách, mà còn đồng thời thực hiện cam kết với UNESCO để bảo tồn và lan tỏa những giá trị độc đáo của di sản này. Đêm qua ngồi tựa mạn thuyền, trăng in mặt nước càng nhìn càng xinh. Nhắc trong sơn thủy hữu tình, thơ ngâm ngoài lái rượu bình trong khoang. Đôi tay tôi dạo cung đàn, tiếng tơ tiếng trúc bồng trầm thiết tha. Làm tài trai chơi trốn cầu hà. Các liền anh quan họ sẽ đến với bài Ngồi tựa mạn thuyền. Ngồi rằng là ngồi tựa ấy phải chờ đến hội lim mới được nghe được thưởng thức quan họ. Những làn điệu mượt mà đằm thắm vang lên giữa trung tâm thành phố Bắc Ninh đã làm đắm say nhiều du khách. Tôi rất ít được nghe quan họ, hôm nay mới được nghe. Đấy, thì là rất là vui, cảm giác là rất phấn khởi. Không chỉ được nghe hát, người dân và du khách sẽ được người dẫn chuyện cung cấp nhiều thông tin, kiến thức về lối chơi quan họ, những phong tục, cách ứng xử của người quan họ. Đặc biệt, các đêm diễn sẽ có sự tương tác giao lưu giữa các liền anh, liền chị với khán giả. Khán giả rất là đông và đó cũng là một động lực để cho các nghệ sĩ được thể hiện hết mình, mang dân ca quan họ được lan tỏa ra thế giới. Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã chi hàng trăm tỷ đồng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị quan họ. Từ 44 làng quan họ gốc, đến nay đã có 300 làng quan họ thực hành. Dự kiến thời gian tới, các liền anh liền chị ở những làng quan họ này cũng sẽ được mời tham gia biểu diễn phục vụ du khách. Lần đầu tiên tôi được nghe quan họ, tôi thấy giai điệu rất hay và đặc biệt. Nếu tổ chức được hàng tháng thì tôi chắc chắn sẽ giới thiệu những người bạn Hàn Quốc của chúng tôi đến đây. Với nét độc đáo đặc trưng riêng, tỉnh Bắc Ninh cũng dự định sẽ xây dựng những đêm diễn định kỳ này trở thành một phần sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đến hẹn lại lên, lễ hội lớn nhất trong năm của tỉnh Bắc Ninh chính là Hội Lim, kéo dài từ 12 đến 14 tháng riêng âm lịch, với chính hội vào ngày 13 tháng riêng âm lịch tại huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh. Tới đây thì bạn thực sự được trở về quê hương của quan họ. Nó thực sự là ngày hội của những người yêu quan họ, người dân bình thường cho đến những thế hệ nghệ nhân liền anh liền chị. Bạn sẽ không chỉ được thỏa thích, thưởng thức những làn điệu quan họ mượt mà trong trèo, mà còn được gặp gỡ giao lưu trực tiếp với các liền anh liền chị. Hội Lim được tổ chức hàng năm, thực sự là một hoạt động để góp phần lan tỏa giá trị của quan họ,
trong đời sống cộng đồng ngày hôm nay. Chỉ vì mê mẩn những câu ca quan họ mà những vị khách dân tộc sáng chay của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên này đã dậy từ 3 giờ sáng để kịp về chơi hội lim. Những làn điệu mượt mà chứa cả tình người quan họ cứ níu chân du khách gần xa. Tôi đến từ cuối Thái Nguyên, ra Bắc Cạn rồi. Thế chúng tôi thấy trên mạng và TV quan họ quá hay. Thì chúng tôi cũng bảo nhau tụ tập thuê hai xe đưa các chị về đây để góp vui với quan họ. Trong những ngày hội, du khách sẽ được thỏa sức, được nghe, xem và giao lưu quan họ. Ở hội lim có sự hội tụ, giao thoa của rất nhiều làng quan họ cổ, nơi tái hiện một không gian văn hóa quan họ nguyên bản nhất, từ hát cửa đình, cửa chùa, hát tại gia đình nghệ nhân, hát tại lán, tới hát dưới thuyền. Hội lim ở giữa đồi lim, người nay cứ thích đi tìm người xưa, có gì đâu mới hạt mưa, áo em ướt đẫm sao chưa gặp người. Quả đồi như thế này, ở một cái vùng ở quê rất là nên thơ như thế này, thì cái sức sống dân gian nó đậm đà hơn và nó gây ấn tượng hơn đối với du khách. Với quyết tâm tổ chức lễ hội văn minh, năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho không gian lễ hội được ban tổ chức quan tâm đặc biệt. Không còn các hiện tượng đổi tiền lẻ, ăn xin và sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn. Chúng tôi đã huy động chỉ đạo công an huyện và đã đề nghị công an tỉnh hỗ trợ 150 chiến sĩ xuống để giúp cho cái công việc giải quyết về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thì có thể nói là đến thời điểm hiện tại này, đến nay là an toàn giao thông của huyện rất là tốt. Người ơi, người ở đừng về, người về em vẫn khóc thầm, đôi bên vạt áo ướt dầm như mưa. Những câu hát ngọt ngào cứ níu chân du khách gần xa, để rồi đến hẹn lại về hội lim. Trân trọng, vinh danh và đãi ngộ nghệ nhân, những báu vật nhân văn sống, những người mang hồn của di sản, phục dựng những không gian diễn xướng quan họ đúng cách, lan tỏa di sản này từ những làng quan họ gốc tới các câu lạc bộ hay tới những trường học. Có thể nói gần 10 năm sau khi quan họ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bắc Ninh đã làm được rất nhiều điều và đang đi đúng hướng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản độc đáo này. Kinh nghiệm bảo tồn di sản gắn kết với du lịch của Bắc Ninh rất đáng được trân trọng và đáng để nhân rộng trong cả nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình câu chuyện văn hóa tuần này. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ngồi rằng là ngồi tới hôm qua, tôi rằng là.